Ba con giáp được trời Phật che chở về già tha hồ hưởng phúc, tài lộc viên mãn. Một tuổi Ngọ là người sống lạc quan và tích cực nên luôn vượt qua mọi khó khăn. Là con giáp sống hiểu đạo lý và rất sòng phẳng, luôn biết trước sau, kính trên nhường dưới và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế. Càng về già hậu vận người tuổi Ngọ càng giàu sang phú quý, tài lộc viên mãn. Hai tuổi Thìn là một người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong mọi công việc, luôn khát khao tiến về phía trước. Là con giáp mang tính cách hiền lành, lương thiện, ghét dối trá nên luôn được quý nhân giúp đỡ, trời Phật phù hộ, hậu vận viên mãn. Ba tuổi Sửu là con giáp được biết đến bởi chăm chỉ chịu khó và cũng rất thông minh, sống lương thiện hay giúp đỡ người khác nên luôn nhận được nhiều phúc khí. Điều này giúp cho sự nghiệp sẽ càng thăng hoa, thịnh vượng, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn và sung túc hơn bao giờ hết.